Đây hộp số của ta cha cha nè con, có vẻ thái đi theo luôn nè. Cái này là về của Thái, là tất cả dàn cha cha đều gắn được nha. Bên em cha cha phụ tùng đều có đầy đủ nha, nhất là nhông thắng hay gọi là nhông chuyển hướng đó, bố nồi ba lá trong đây nè, dây côn hay gọi là dây thắng đó, có đầy đủ tất cả nhông đều có. Yeah, cứng khủng khiếp. Có bát này để quay máy này, tất cả máy đều quay được ha. Gỡ lên để bóp cò xong rồi siết lại. Cuối cùng màu đẹp chứ, nó nguyên bộ của Thái là mẫu nước sơn màu một màu cam. Huyền thoại luôn. Con này đẹp quá.